Một chiếc xe phân khúc hạng C vừa mới về tại showroom mô tô Hiền Kim. Đây, kính mời các anh, các chị, các bác cùng tham khảo và chiêm ngưỡng xem chiếc xe này nó đẹp như thế nào các bác nhé. Sản xuất 2014 mà mới đi có hơn 8 vạn thôi, chính chủ một chủ từ đầu và nguyên một dàn lốp Michelin vừa mới thay xong. Thực sự là để tìm một chiếc xe đời thấp tầm tiền hợp lý mà chất lượng như thế này thì em nghĩ là cũng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể gặp được. Thì bây giờ em sẽ quay xung quanh nội thất, thân vỏ, máy móc của chiếc xe Honda Civic này để các bác, anh, các chị có thể tham khảo đánh giá xem chất lượng chiếc xe này có xứng đáng cái số tiền mà các bác, anh, các chị quan tâm hay không. Xe thì đang bán tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Số điện thoại hotline thì chúng ta có thể gọi cho em qua số 0978 607 555 hoặc là 0941 337 888 các bác nhé. Đây, em đang ở phần đuôi xe, các bác nhìn luôn này, toàn bộ hệ thống đèn của nó hay là phần đuôi. Đấy, đẹp hay không thì chúng ta cũng nhìn vào một vài chi tiết thì chúng ta cũng biết được. Đấy, có hệ thống cảm biến về phía sau này. Nguyên một dàn lốp mít vừa mới thay luôn. Đấy, nguyên một dàn lốp mít vừa mới thay. Hệ thống đèn đây các bác ạ, con này có đèn bi này, mặt nạ ga lăng ở phía trước này. Dòng này nó là đời hơi sâu một chút nhưng mà chạy nó rất là chất luôn. Tay nắm mạ chrome theo thời gian mà nó còn đẹp như thế này luôn ạ. Đây, em sẽ lướt qua nội thất. Nội thất thì có gương kính chỉnh điện này, gương cụp tự động này, động cơ 2.0 Eco, có cân bằng điện tử này. Các bác nhìn cho em cái vô lăng nhá. Một chiếc xe đời 2014 này mà vô lăng hay là cái phần nhựa nó còn đẹp như thế này luôn đấy ạ. Xe mới đi có hơn 8 vạn thôi. Nhìn giúp em này. Đẹp lắm luôn ạ. Ơi, xứng đáng các bác mua tặng bố vợ tặng ấy thì quá ok chiếc xe này luôn. Bác nào muốn lấy lòng bố vợ thì chiếc xe này thì quá tuyệt vời luôn này. 2014. Không có gì để chê cho chiếc Honda Civic này. Về phần khoang động cơ đây ạ. Các nhìn cái máy là biết xe nó đẹp nhá. Sơn vỏ mỏng tang luôn. Nguyên zin từng con ốc một các bác ạ. Chiếc Honda Civic này bản 2.0 2014, xe đi 8 vạn, chính chủ một chủ từ đầu. Em đang chào bán có giá là 385 triệu. Các bác, anh, các chị quan tâm thì cứ đến trực tiếp showroom em để xem xe, nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Và nhớ đăng ký follow kênh của em để có thể cập nhật nhiều mẫu xe chất lượng hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.